Xin chào anh em nhé. Hôm nay sẽ lại like cho anh em một con tủ lạnh Hitachi mặt gương 6 cánh nhé. Đấy, đẹp không một vết xước luôn. Đấy, có cả một cái nam châm hình trái tim. Con này mình sẽ đọc đời cho anh em nhé. Và màu đen. Đời thì cao chót vót 2018 này. Đấy. Dung tích tủ thì tương đối là to rồi, 505 lít. Con này có cả hút chân không nhé. Đây, các ngăn lạnh thì ok này, ngăn hút chân không này. Đó, khi anh em mở ra nó xì cái là ok. Đó, đây là ngăn hút chân không vẫn hoạt động bình thường, hay khung là ok nhé. Tiếp theo là đá rơi, đã rơi. Đó, các ngăn là ok này, khay đầy đủ nhé. Con này bên mình đang bán là 27 triệu nha anh em nhé. Anh em nào chốt con này thì liên hệ với em là số điện thoại là 0355 448 274 nhé. Bên em sẽ giao miễn phí nội thành tỉnh Thái Bình, cũng như là bên em sinh sống nhé. Còn ở ngoài tỉnh thì các bác chịu cước. Video này em xin dừng tại đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh.